giặc tích cực uh, gọi là uh, khủng bố tinh thần, uh, khủng bố người dân. Thì bây giờ em tích cực livestream. Được, được không ạ à, mọi người? Tích cực livestream, em cứ livestream ngày em livestream đêm và em livestream buổi chiều, em livestream buổi sáng, em livestream cả buổi đêm nữa. Xem thằng nào thắng hơn thằng nào. Đợt mùng 10 tháng 6 chúng nó đã bị lỗ, tới đây nó còn lỗ nhiều hơn thế Thì uh, thưa với quý cô bác anh chị em là ủng hộ cho em và chia sẻ thật nhiều lên em livestream cả ngày lẫn đêm rồi là để làm sao đến mọi người dân trong nước chúng ta phải phòng bị cái đợt này á, là chúng còn giả danh công an nữa chúng còn giả danh công an là chúng may quần áo công an cũng tốn nhiều tiền lắm nha quý cô bác anh chị em chúng may quần áo công an rồi chúng giả danh công an là chúng chúng còn đưa cái mạng thông tin lên trên mạng facebook á nhưng mà chúng ngu đúng là chúng ngu là ngu ở cái chỗ là cộng sản cài cắm khắp nơi mà chúng không biết Thế thì cộng sản cài cắm vào thì cộng sản phải biết thôi Người dân là cộng sản mà Chứ còn chính những các cái ông chính quyền Ông không rảnh đâu Thật sự là như thế Thế thì bây giờ cộng sản là người dân Mà người dân là những người coi như là giỏi mạng Thì lên đây là bắt đầu cài cắm lung tung hết cả Chúng cứ chia sẻ Chúng cứ gọi là à, Là gì Chia sẻ và gọi là, là 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 Để em mời chị Thái Ngọc Nhiên thử xem được không nhé Chứ anh Phạm Tú hồi nãy mời là không được rồi Ô chị Thái Ngọc Nhiên vừa nãy vừa ở đây xong mà lại không thấy nữa rồi đi đâu rồi Thế thì chúng cứ cứ may đi may thật nhiều vào May càng nhiều càng tốt mà không hết thì đem mà dục mà lau nhà nhá Chứ còn á không có làm gì được cho cái đất nước Việt Nam này thì đừng đòi về đây để mà gọi là là gì biết không cả nhà dây máu ăn phần à, <laughs> dây máu ăn phần này bây giờ đợt này là chúng về đây là chúng muốn là gọi là cái cuộc tổng biểu tình lần này chắc chúng dốc toàn lực rồi đấy đến cởi chuồng chúng còn làm được mà cả nhà cởi chuồng chúng cũng làm được sao em không bảo cho anh ít tiền về để anh đi đánh để em ơi <laughs> thôi em có bảo được chúng đâu em thấy chúng cứ thừa tiền mà chúng cầm lên chúng cứ rút ra chúng chia, chia 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 hết người này đến người kia chia nhiều lắm. Em nhìn em bảo ủa, cái bọn này nó ngu thần kinh hoang tưởng tận, nó hoang tưởng nó nghĩ an ninh Việt Nam chỉ đơn giản thế thôi sao? Người Việt Nam á nó khác cái người cái người cái người, cái người cộng sản nó khác với cái người 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 À, anh thoát ra anh vào lại đi anh xem được đấy người cộng sản nó khác với những cái người bán nước hại dân như là à, việt nam cộng hòa đó nó khác như thế tại vì người ta nhìn nhận vấn đề luôn đi trước vấn đề và không bao giờ đánh vào dân đấy sẵn sàng đứng ra là gọi là đưa khiêng ra mà chịu đá chịu gạch thậm chí như mình nhìn vào còn không dám nhìn thì sắp tới đây chúng có một cái cuộc biểu tình chúng bảo là chúng sẽ mặc quần áo công an cảnh sát cơ động À, cái, cái cảnh sát cơ động và bộ đội nữa, chúng sẽ trà trộn vào đám đông của người dân đi biểu tình và chúng sẽ làm những cái hành động là gọi là chúng à, à, có chuẩn bị à, dao nhọn này, à, đũa vót nhọn này, tất cả những cái gì là nhọn, chúng sẵn sàng tấn công vào người dân của chúng ta và chúng vu oan giáo họa cho cảnh sát nha, cái thông tin này là có 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 mật báo nha cả nhà nha, cả nhà chia sẻ mạnh lên để cho mọi người dân người ta biết để mà phòng chứ không thể là để cho người dân họ họ không biết rồi họ cứ gọi là đi ra xem mà, đi ra ngoài xem xem chúng làm gì. Nhưng mà lần này mọi người dân phải hết sức tỉnh táo tuyệt đối. Cộng sản Nam Vùng là tao. <laughs> vâng, đúng rồi, anh Michael Bach là cộng sản Nam Vùng đấy. Bọn ba que chúng mày cẩn thận là người dân chúng ta phải tuyệt đối không đi theo đám đông và thấy đám đông chúng ta lảng đi chỗ khác đừng bao giờ đi lại gần đó nếu có tắc đường quay trở lại đi vào đường khác hoặc là chúng ta uh, tránh tránh những cái đám đông nha không có để lần này là thứ nhất là chúng mượn đám đông để đổ lỗi cho công an cảnh sát của chúng ta cả nhà nhé chúng đổ lỗi cho công an cảnh sát của chúng ta và chúng uh, uh, sẽ làm một cái cuộc gọi là cách mạng của chúng đấy cả nhà thế nhưng mà em nghĩ không biết là của mấy cái ông cái, mấy cái ông cán bộ mấy cái ông uh, lãnh đạo của chúng ta mấy ông công an của chúng ta công nhận cái đầu của mấy ông lạnh nhìn vào không biết mấy ông nghĩ gì đâu coi chừng coi chừng người chết cả đám còn người dân chúng ta phải thật sự hết sức tỉnh táo không được ra ngoài đường tụ tập đám đông không coi chừng là chúng mượn cái đám đông mà chúng mới lại lấy dao bấm với lại lấy 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 đua chúng đâm vào người thì lúc bấy giờ vừa đổ máu này đi viện ai cứu ai thương ai trả tiền công an nào làm không không phải công an làm thì không bao giờ người ta lo cho đâu mà công an không bao giờ làm những cái việc đê hèn như thế phải công nhận một điều thực tế lũ Việt Nam Cộng Hòa ngu quá ngu mà ngu vậy sao lãnh đạo được đất nước của chúng nó làm sao mà lãnh đạo được đất nước à, Lê Xuân Oai không bao giờ lãnh đạo được đất nước và chúng chẳng làm được cái gì cho có trò chống gì cả bản thân chúng có hai triệu người Việt bên đó cả 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 hai triệu người Việt mà biết bao nhiêu hội đoàn mà không giải quyết được cái gì hôm nay là hôm nay nha rồi giời, điếu cày sang là đưa đón là nịnh nọt là úi giời, các kiểu trên đời đấy Thương lắm, quý lắm, yêu lắm à, Thương, thật là thương vậy ạ Rồi à, à, ủng hộ nhá ủng hộ tiền về để cho các, các các các, người đi tù đây này chuẩn bị đi tù đây này kêu gọi nay càng càng tù nhiều chúng càng có lời chúng gửi về Việt Nam 10 đồng chứ chúng ủng hộ ở trong ấy là chúng phải được cả mấy trăm đồng cả nhà nên nhớ như thế cả bà con Việt kiều hải ngoại hãy tỉnh táo trong mọi trường hợp quá À đúng rồi, chúng nó làm gì có được làm lãnh đạo đâu mà. Đạt Văn Trần đâu bảo đã bao giờ làm lãnh đạo đâu Trước thì làm Mỹ lãnh đạo mà đúng không? Trước là Mỹ lãnh đạo cho nên chúng chả biết cái cảm giác làm lãnh đạo như thế nào Cho nên lần này là bà con hết sức tỉnh táo, hết sức cảnh giác trong mọi trường hợp Cứ thấy đông người là chúng ta đi về nhà ngồi Kệ cho chúng làm gì làm, sau khi chúng làm rồi là là, là, là chúng ta mới đi công công việc nha mà cái ngày 17, 16, 17 là hạn chế đi ra ngoài đường để tránh tắc đường là một Tránh tắc đường để chúng lợi dụng vào cái đám đông đó Mạng em kém hay là mạng anh kém ấy chứ Mọi người ơi cho cho biết là mạng Hiếu Ngọc có kém không Thấy mắt người xem đang chạy mầm ầm lên mà Và mọi người vẫn có mặt bình thường mà Đó là mọi người phải rời khỏi đám đông Không được Hiếu Kỳ xem cái bọn biểu tình điên khùng dở hơi dở hồn này nữa đó, đừng có nghe những gì chúng nó nói, nó 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 đang nó đang lợi dụng cái đám đông này và chúng đang kích thích cái đám đông này để cho nó càng đông người xem càng tốt. Nó mượn cái đám đông này và nó giả danh công an nhá. Nó giả danh công an. Nó giả danh công an và nó đã tuyên truyền rồi, nó giả danh công an, giả danh cảnh sát cơ động, nó làm tất cả những cái gì chúng có lần này. Chúng cho đây là một cuộc khởi nghĩa thì à, mọi người hết sức tỉnh táo không được ra đường nếu như không có việc gì cần thiết thì tốt nhất là mấy ngày đó không có việc gì cần thiết thì không ra đường và kể cả những ngày sau không có việc gì cần thiết thì cũng không ra đường mà mà nói nhỏ nha cả nhà lần này nữa là chúng hết tiền rồi chúng không có về chúng biểu tình nữa đâu cho nên bà con cứ yên tâm ở nhà ngày 16 17 chả việc gì phải đi đâu cả cứ ở nhà mở karaoke ra mà hát mọi việc đã có nhà nước lo, đừng có lo cái gì mà mà đi ra ngoài đấy rồi đừng có nghe chúng thông tin rồi là là chết đấy. còn cái an ninh mạng nhá để ông Ngọc nói cho nghe an ninh mạng á, à, anh thoát ra anh vào lại là anh mới xem được anh vẫn comment bình thường mà an ninh mạng ấy là biết sao không? cái an ninh mạng cái luật an ninh mạng này là ra đời với mục đích được không? đấy nó cứ kết nối mạng yếu xong nó lại bảo có mạng tốt đấy cả nhà có xem được không? không hiểu nữa nó sẽ giết dân mình để đổ lỗi cho cảnh sát chính xác đấy anh nguyễn đất thành ạ chúng nó đứa nào cũng thích làm tướng nên bốn ba năm một nhóm người bên đó có bảo nhau được đâu tôi tin vào đảng và lãnh đạo qua vụ vừa rồi bộ chính trị rất cao tay Ui, giời, đơn giản còn nhiều vụ khác còn cao tay hơn Ui, cộng sản phải nhớ rằng cộng sản của chúng ta là một cái đảng gọi là hàng trăm cái đầu hàng trăm cái đầu trong đó mà cái đầu của cộng sản nó không vừa đâu cho nên là mọi người hãy tin tưởng vào đảng bằng chứng là 43 năm qua chúng ta được có cuộc sống yên bình không hề có chiến tranh không hề có khủng bố không hề có bạo loạn đến mức độ cao như các nước ngoài đó. cho nên là mọi người đừng có đừng có nghe những cái gì chúng tuyên truyền tào lao phải ở nhà những ngày 16 17 nếu có công việc gì cần thiết mới ra ngoài đường không thôi ở nhà đi ở nhà lên livestream này xem uh, uh, chị em trên mạng livestream này rồi uh, uh, ở nhà vào tìm cái đặc khu kinh tế đấy đọc đi ngày hôm nay rảnh đấy đọc đi đọc đi để biết được là đặc khu kinh tế nó được giải quyết được cái gì đọc an ninh mạng đi để biết cái an ninh mạng này nó nó giải quyết được cái gì chứ đừng có lướt qua xem xong nghe rồi chúng nó bảo ôi chín chín năm mất nước rồi mới thế này thế khác tao lao từ lừa ra rồi các bắt đầu là a a a tòng đi theo là chết đấy